Thế luôn em, lại là mình đây anh em. Rồi tiếp tục một clip nữa nha anh em nha. Thì hôm nay mình có lên hai clip rồi. Clip này là clip thứ hai. Clip này thì còn được 11 cây nha anh em nha. Cây cũng lùng lực rồi, này kia cũng đầy đủ. Rồi, anh em xem kênh nhớ like đăng ký ủng hộ kênh luôn. Ừ, bữa giờ mình có một cái vấn đề là anh em thường hay bị hỏi mình rất là nhiều, là anh em nên nhớ nè. Ở trên khung của em á, là em có chữ để đặng xem cảnh và số điện thoại là Zalo của em luôn. Thì bên dưới á, là em để là mã số cây là gồm có ngày tháng luôn, mà anh em cứ vô hỏi mã số cây không à, mà không có ngày tháng em chả biết ngày nào luôn. Cho nên anh em lưu ý là mã số của em là ngày tháng trước rồi tới mã số. Ví dụ bữa nay là ngày 6 tháng 2 thì em để là 6 rồi gạch ngang số 2 rồi tới MS số 1 tới số 40 mấy đó. Rất là đơn giản mà anh em hình như toàn là bị gặp cái đó, cho nên gọi em hoài mà em kêu anh em coi mà anh em kêu không thấy không. Với lại em có để giá tiền trực tiếp cho nó mà hình như nhiều anh em lên comment kêu là tại sao em bán cây mà không để giá. Anh em không biết coi kiểu gì em không biết, nhưng mà lúc mà mình coi là em thấy đập vô hai cái khung vàng đó là giá tiền và số điện thoại đồ của em đầy đủ cho nó, mà anh mấy nhiều anh em coi mà sao không thấy được, cứ lên comment mà không để giá. Rồi anh em coi lưu ý giúp em nha. Rồi mình vào việc là anh em nè. Khu đầu tiên cây thì ba chi rất là đẹp, bộ đế bao phê luôn em. Đế nè, đế rất là vip nha anh em nha. Đấy, Chị đế đẹp rất là đây. vip luôn, cây chi rồi đầy đủ hết. Cây trên này nó có lũa âm thanh nha anh em nha. Đấy ơi, quanh luôn chung cây đế rất là vip, đế bạnh nha anh em nha. Sao giờ quay chiếc nữa cho coi. Đã. 59. Cao 50. Bầu dài 50 luôn. Mời anh em Chốt. sưu tầm ủng hộ nha. Rồi tiếp tục anh em. Thôi nữa. Thôi đế tạm được nha anh em nha. Thế nằm dưới hết rồi. Đế sinh dễ nằm dưới đây nhiều nè, mà ở trên thì ít. Rồi. Cây một cốt, cây rất là đạt nha anh em nha. Cây có miếng. Rồi anh em lại tiếp tục anh em nè, một phôi đế đẹp nữa nè. Đế được nha anh em nha. Cây một cốt, cây khá lực luôn, cây đặc sệt luôn anh em à. Cây bộ đế ở dưới nhiều anh em nha. Ở trên thì ít nhưng mà ở dưới rất là nhiều. Đây, cây nó có miếng gỗ thép đây nè anh em à. Đấy, da tớm hết rồi, cây đẹp sạch cây. Rồi hoành chu một cốt nha anh em nha, rất là đẹp, cổ tay rồi đầy đủ hết anh em à. Hoành 51, cao 61, bầu dài 46. Rồi cây Chốt. đẹp ạ. À, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Dứt đây tiếp tục anh em à, một phơi đế đẹp nữa. Đế rất là đẹp nha anh em nha, bao phê cho anh em. Cây một cốt chi đẹp. Đấy. Cây vô đây nó có miếng thẹo đây này anh em nè. Chi dốc ngọn quanh. Rất là đẹp. Bao phê cho anh em. Hoành 49, Cao luôn anh chú. cao 61, bầu dài 50. Rồi, Chốt. mời anh em sưu tầm ủng hộ. Dứt. Em tiếp tục anh em nè, một phôi đế nè. Quá vip luôn anh em, chân đế bệ rồi, rất là đẹp nha anh em nha. Đế bệ đẹp lắm anh em ơi, cây lũ bọng nha anh em nha, cây chi Ủa bao đẹp sao? luôn. Anh em thấy chuyền chi không, Đổ nước không chảy tăng nha anh em nha. tăng tài nha anh em nha. Quanh quá là Đổ đẹp, nước vô chi chảy. ra bạnh đẹp lắm anh em, như như dễ vuốt sữa Vành 49, rồi. cao 50, bầu dài 46. Ủa cái tạo dừa đây đó mày. Chốt. Dứt. Anh em tiếp tục anh em ơi. Một phôi đế tạm được Xíu nha à. anh em nha. Đế tạm được nè. Đấy. Cây chi đẹp luôn. Bộ chi nè. Khá nhiều chi luôn anh em, về lựa lại. Còn mình thì để vậy chơi luôn. Cốt đẹp luôn nha. Rồi. Đẹp. Đế được. Cây bầu chắc nụ luôn. Quanh. Dễ. Bao sống luôn. Vành 56, cao 76, bầu dài 50. Rồi anh em sưu tầm ủng hộ. Dứt. Rồi anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Một cây một cốt nữa nha anh em nha. Để tạm được nha anh em nha. Đấy, dễ nè, em dễ ở dưới đây nè anh em. Dễ dưới rất là nhiều. Cây một cốt đặc sệt. Cây trên này có miếng thẹo nha anh em nha. Đủ thép không à, chì cũng được luôn. Rồi vành luôn chú ơi.
56. Cây lực cơ ha. Cao 84. Bầu dài 45. Mời anh em sưu tầm ủng hộ. Chốt đi. Tiếp tục anh em, một phôi đế rất là đẹp nữa nha. Đế rất là nhiều luôn. Đấy, cây một cốt luôn anh em. Cây này trên này có miếng lũa thép nha. Cây đẹp luôn. Đấy, cây dòng nói chung. Rồi, cây cuối cùng clip nè, quanh. Quanh nói chung. Quanh 44. Cao 52. Bầu dài 46. Rồi. Chốt. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em ngày mai 8 giờ ngày mai nha anh em nha.